Xin chào cả nhà, ngày hôm nay mình có đến nhà vườn của bạn Kiều Xuân ở Vĩnh Thành, chợ Lớp Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai con, mai gốc ghép nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ nha. Nguyên cái sân này là khoảng 6-7 ngàn cây luôn cả nhà ơi. Dạ em xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay cũng tới vườn nhà của em ở Vĩnh Thành, chợ Lớp Bến Tre ha. Em xin giao lưu với cô chú anh chị một vài loại mai con và mai gốc ghép ha. Mong cô chú anh chị hương tình ủng hộ em Út ha. Rồi. Mời cô chú anh chị coi ha. Rồi cả nhà tham khảo nha. Hôm nay mình giao lưu đầu tiên là gốc ghép nè cả nhà. Cái này là bẹ bính ha. Cái này là bính vậy nè. Trời. Nó bự nè cả nhà. Mai này là giống mai gì Sưng? Cái này là mai hường để mình ghép thôi anh. Rồi mai này mình để mình ghép thôi nha cả nhà. Trời ơi nó bự à. Cái hoành này mình lấy khoảng chừng nhiêu Sưng? Cái hoành cái này thì 5 ngón tay anh. Cái thân của nó là 5 ngón tay. Từ ngón tay Út em đi lên ha. Ừ. Nhưng mà nó đều đều á, chủ yếu là cái gốc. Chủ yếu là cái đế của nó ha. Cái đế của nó nha cả nhà, cái đế của nó cũng 9-10 với cái thân luôn cả nhà. Cái này là bính ha. Rồi dạ. Tiếp theo mình xin giao lưu với cả nhà cái loại tiếp theo là lò xo khích. Lò xo 1 2 3 4 5 6 vòng luôn cả nhà. Cái này là do là quấn bí mà kiểu như là nó bị giãn ra nên thấy là vậy nè, chứ thật ra là em cũng có bí tròn nữa ha, nhưng mà cái clip này là em quên nhổ rồi. Rồi à. Cả nhà mình tham khảo cái gốc trước nha. Hồi mình coi cái cây. Cái này chủ yếu gốc ghép cho mình coi cái gốc cả nha. Rồi tiếp theo mình tới cái gì Sư? Cái này là hả lò xo nè, lò xo nằm. Lò xo đây cả nhà. Lò xo mình lấy từ mấy vòng trở lên? Dạ này chừng chắc 4 vòng trở lên á. 4 vòng. Như cái này là 5 vòng này cả nha. Nó đi. Ôi ơi nó đẹp, nó đều quá đẹp cả nha. Cả nhà mà có cần mình về mình ghép giống gì tùy ý cả nhà, mình có thể nghiên cứu cái lô này nha. Gốc ghép, gốc này về là lép ghép ok luôn á. Cái này là hả bí lỡ nha. Còn bí lỡ. Ừ. Bí lỡ cũng như là nó không có tròn lắm nhưng kêu là bí lỡ vậy đó. Bí bị mốt. Nó lọt qua bên ha. À, cả nhà ơi. Đủ loại ha. Hồi nãy giờ á 3-4 loại rồi. Bây giờ mình tới thú. Cái này là con thú ha. Đây nè, con thú nhún nhảy nha. Ha. Đây nè. Nè, em so em vũ cho của mình cho nha. Coi luôn nè mà nó hy sinh cây luôn hy sinh một cây luôn cho cô chú anh chị tham khảo ha. Rồi nó lớn lắm nha cả nhà. Cái clip trước em quay là lộn xộn nó gốc. Ui. Không có đẹp bằng cái lô này đâu. Cái lô này là thú cô chú anh chị yêu cầu là quay cái thú à. Đây có thú này à. Cái thú này thú thú là có chân luôn á. Cái gốc này về là mình ghép mình chơi là ngon lành luôn cả nhà ơi. Giao là như vậy không ha, chứ không có yếu hơn đâu ha. Cho kiểm tra trước khi nhận luôn. Rồi cả nhà liên hệ Sưng nha, mình để bên số điện thoại mình để bên góc trái màn hình, Sưng sẽ quay kỹ hơn cho cả nhà xem. Mình thì mình quay kỹ hết sức có thể rồi, thì thời gian trên clip nó cũng có giới hạn cái nha. À, đây là đẹp lắm, những cái lô này rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo. Này cũng giống vậy đó. Đây, cái này cũng là bính nè cả nhà. Thì cũng mấy loại vậy đó. Mà em còn lo lộn xộn nhưng mà nó không có đẹp bằng vậy. Lò xo đây cả nhà. Ôi, lò xo nè, 5 vòng rồi. Nhưng mà mình gửi từ 4 vòng trở lên nha cả nhà. Cũng có 5 vòng, cũng có 4 vòng. Gốc rất là lớn gốc nè cả nhà. Cái này, cái hàng này mình cũng có thể mình lấy về mình làm lục bình á Sưng. Quá trời cao nè. Vậy lục bình là cây nhỏ hơn nha. À mình cái cọng nhỏ hơn. Đúng rồi, chứ bự quá, quấn cô chú anh chị quấn không có nổi đâu. Rồi, cái này giờ em nói thử chiều cao cho cả nhà. Vậy chiều cao này là trung bình là chừng khoảng 9 tấc đến 1m6 ha. 9 tấc tới 1m6. Dạ đúng rồi, 9 tấc tới 1m6 rồi mà. Số lượng còn rất là lớn luôn nha cả nhà. Mà đa 6, số trên 1 mét là rất là nhiều luôn. Đây. Nè anh quay bên đây nè. Ở trên nhìn xuống đi cả nhà. Chứ khá cao mình thấy không hết được. Đó. Anh quay bên đây cho coi mấy gốc này nè. Ờ. Đây cả nhà quá chừng luôn nè, 6-7 ngàn cây mình lấy số lượng nhiều hay là mình tới vườn cũng có giá xỉ cho cả nhà luôn nha. Nè cây nè. Nè, em 1,5 m nè. À. Nè thấy không? Rồi. Em 1,5 m mà nó hơn em luôn. Trong gió có cây cả 2 m luôn á, nhưng mà em nói là cái số nhiều tổng là cao bao nhiêu thôi chứ không có dám nói ấy ha. Ừ. Nè anh thấy không? Cao em 1,5 m đó, em 1,52 m mà nó lên. Rồi. Lên hơn em luôn nè. 1,52 m. Có bài hát luôn á. À, bây cái giờ cây này là... cao không thấy không? À, bây giờ mình báo giá luôn đi Sưng ơi. Dạ cái gốc đẹp đó mà lựa hàng cơ là 15 ngàn gốc ha. 30 gốc em đi đơn. Và 50 gốc em bao ship tặng 2 gốc. Ừ. Còn nếu mà cô chú anh chị mua 100 gốc trở lên là em bán 14 ngàn. Rồi. Là em sửa, em lựa là toàn là hàng cơi không. Cho cho cô chú anh chị kiểm tra trước khi nhận luôn ha. Rồi. Cái này là hàng cơi nên cô chú anh chị về ghép là hả nó mạnh lắm. Còn mua hàng nhỏ nhỏ ghép không có ngon. Cây này cây âm đất không cả nhà. Đúng rồi, âm đất không à. Hàng đây. Cứng. Mấy cái này là mình còn để ở dưới nè. Lựa hàng bự không nha. Em không có bao giao hàng nhỏ đâu. Nói chung mà từ 5 ngón tay nha cả nhà. Như mấy gốc này nó còn nhỏ là mình không giao nha cả nhà. Giao cỡ này nè ha. Cây bự vậy nè. Nè cái này là thú nè ha, em chưa có vũ ra nè.
hoặc là cỡ này trở lên ha, chứ không có giao số cây nhỏ cũng nha. Rất là lớn luôn cả nhà. Ví dụ như cây cây kế bên cây nhỏ hơn là em không giao đúng không? Dạ không, cây này em không cây giao. Cây đó là không giao nè. Không, cây này không nhỏ giao, không giao được. Cứ nhỏ từ ngón út mình ăn lên đó cả nhà. Dạ đúng năm rồi. Ngón tay. Số lượng còn rất lớn cả nhà mình tham khảo còn nha. Còn mà ai muốn mua lục bình thì em cũng có bán cho lục bình luôn ha. Nhưng mà cây nhỏ nha. Tiếp theo em giới thiệu với cô chú anh chị là tứ quý cắt kẻ chuột ha. À. Clip trước là em không có giới thiệu, clip này là em giới thiệu với cô chú là cô chú anh chị là tứ quý cắt kẻ chuột. Tứ quý cắt dễ chuột. Cái nó ra vậy nè. Ở đây thì mình vậy có vũ ra rồi nè cả nhà. Cho cả nhà mình dễ tham khảo nè. Con này là nó rạ ra tứ quý cắt dễ chuột. Rồi để xuống đây mình lấy nét cho cả nhà dễ xem nha. Đó. Cái này mình sắp rễ á. Cái này mình lấy về mình sắp nha cả nhà. Rễ tứ quý nó không có nhiều như mai vàng nha cả nhà. Đó. Kể cả như vậy rồi mình sắp rễ thôi. Cây nó cũng không lớn cả nhà, cây nhỏ nhưng mà rễ nó mới đạt cả nhà. Mai sắp rễ mà. Cái này mình lấy chiều cao khoảng chừng nhiêu sư? Cái này chiều cao chừng chắc 2 tấc tới 4 tấc quá. Lô này chừng 20 tới 40 ha. Mai cây nhỏ dễ sắp rễ mà tại vì nó lâu lớn á. Là lớn. Một lượt với ba cái mai kia mà mai kia người ta 5 6 tấc hết trơn rồi. Còn này nó lâu lớn. Cái này mình về mình banh ra mình sắp rễ nha cả nhà. Cái này em vô lô bao nhiêu sư? Cái này 6.000 cây anh. 6.000 một cây. 30 cây em đi đơn, 50 cây em bao ship tặng 2 cây. Rồi. Bên đây số lượng mình cũng còn khá nhiều ha. Đợt trước em quay cái clip trước là nhiều cô chú anh chị hỏi này. À, đây số lượng này cả nhà. Cắt ghế nè. Số lượng bên đây còn khoảng chừng bao nhiêu sư? Chắc khoảng 3-4 ngàn á anh. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. À, tứ quý cắt rễ chuột này cả nhà. Mình về mình sắp rễ nha cả nhà. Này mình như cây này là được 4 cái rễ chính hay sư? Dạ 4 cái rễ chính. Được 4 cái rễ cả nhà. Nếu mà mình muốn nó nhiều rễ thì mình nhúng kích rễ á, nó cũng ra 3 cái rễ nơm dữ lắm. Tại vì em không có sắp sẵn á, nếu mà cô chú anh chị muốn ấy thì mình về mình nhúng kích rễ rồi nó bung cái rễ nơm ra dữ lắm. À, cái hoành cây này chắc khoảng khá nhỏ ha. Cái này nhỏ mà đâu có bự đâu. Ừ. Thì tứ quý nó ít người làm với lại giá nó cao hơn mai vàng. Cô Liêm xin chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị một ngày làm việc mà hả vui vẻ, bình an bên gia đình ha và đạt được nhiều mong muốn trong cuộc sống. Chào cô chú anh chị ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.